Trời ơi, nóng bức nhỉ, nhầm nhầm. Là mùa này mà được đi biển thì chứng biết mấy nhé. Ừ, đúng thế, trời này mà được đi biển nhỉ. Nhưng mà làm gì có tiền đâu mà đi biển. À, cho có cách thôi. Gì đấy? Chúng mày lấy lương giúp tôi thay. Cần lâu nó mới cho đi. Không đi thì nghỉ việc. Rồi, vào người cho nó cho đi biển. Đi biển. Chúng mày làm loạn nhà tao ấy à? Nắng đâu này mày phải cho anh em đi biển với động lực làm chi? Đi biển. Ấy à, mẹ bọn này hôm nay phản mình à? Được rồi, tao sẽ trị bọn mày. Chúng mày muốn đi biển đúng không? Ừ. Được rồi, mày chuẩn bị đi, tao đưa anh nhé. Anh Trung, tao mang vali to mày. Tao gọi vali ra đấy mỗi ít cuộn đấy để cho mẹ ăn. À, tao lại đáng gửi côn phép nhỉ? Hay để tao vào tay vali cho mày. Ơi! Chó mày, sao biển ở đâu mà sẽ đi từ nay ra ngoài hết cả chân vẫn chưa đến đây. Đúng rồi. Biển á? Đây. Ai hút thì mà. Sao đó được. Trung này tưởng là sao đấy. Hả? Hả? Ai ôi đi mà. Hả? Ai ôi đi mà. Mày không thì thế đang đạp đây à? Hài vái. Mày ơi, là sao nhớ mà tao đấy? Mày quay cái trò gì? Sao chú trường lại ở kia ấy nhỉ? À, mình lại có trò chơi chú trường rồi. Nhảy đi, tăng. Chú trường ơi, chú làm gì ở đây đấy? Con ngồi thằng mát chứ làm cái gì? Chú mở trò chơi nước cái. Có chơi nước mà mày không mở được. Chú không mở được thì cháu mới bảo chú ấy chứ. Đâu, đưa đây xem nào. Cái nước này mà không mở được. Cứ danh thì phải dám lừa tao à hả? Cháu lừa cả bảng ma chú đấy. Cái tịt kia. Ba ma chú nha. Xong là xong thế nào? Lại có nước lạnh ủng rồi. Ơ, chúng mày ơi, cô Trinh kìa. À, hôm nay vớ được cô Trinh rồi. Chúng mày có trả thù cô Trinh không? Có à, okay. Đi đây. À, cô Trinh đang đi đâu đấy? Cô đi chơi. Hả? Này, chúng mày làm gì cô đây? Hôm nay á, cô chạy đằng dài. Cô hôm nay chạy bằng trời, anh em đâu? Bao! Vào! Đứng lại anh ơi! Ây ôi! À, mẹ! Có mẹ về đây mày không phải sợ. Bọn kia, đứa nào đọc một con ta bước lên đây. Mình hai người sợ gì đâu ạ? Lên! Ừ, lên luôn! Ây! Tên chó kia! Mày đưa tao à? Anh lên người ở sau này! Chạy lên! Hả? Mày cần vậy à? Không ai cứu được mày đâu. Đứng lại. Thả nó ra. Thả tôi ra. Ý. 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 Xin vĩnh biệt cô. Lùi nào thì không phải lùi. Ý. 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 Ý
Hà ra ra. Ui. Hà ra ra. Ui. Ui. Cái mình ở trên cây này. Ui. Ui. Tớ về nó mà sư phụ tao. Mày giỏi mày gọi đi. Sư phụ ơi, con đồ bắt nạt con. Thằng nào dám bắt nạt mày? Bọn lên lên đi sư phụ ạ. Được, ngươi dẫn đường đi. Bọn chúng có mấy thằng? Chúng nó có 4 thằng sư phụ ạ. Được, cứ đi theo ta. Tao không sao. Đi rồi. Sao sư phụ không đi? Sư phụ dừng lại làm gì? Ngươi dâm lên áo ta. Sao ta đi được? Quân nhân. Làm sao? Muốn gì? Sư phụ ơi, nó cái kìa. Sư phụ lên đánh nó đi. Được rồi, để ta xử nó. Thưởng sư phụ thế nào để cho nó bể mất hai tay? Chẳng qua là hôm nay ta chưa ăn cơm. Thôi đi con. Con chơi đổi lên, đó lên mon. Để em ra đi. Vì anh biết như thế em sẽ an lòng. Để anh được nhẹ nhàng. Ai ơi mà. Mất xe rồi. Cháu bị làm sao vậy? Cháu làm mất bánh xe rồi, cháu về cháu bị mẹ đánh nát đi. Được rồi, để chú lo à. Xong rồi cháu à. Ôi ơi. Ai ơi mà. Chú cho cái bánh này đi không? Cứ tin là chú. Ô chú ơi, 10 điểm. Ê, ra lấy hàng anh ơi. Hàng gì đây? Hàng gì ra xem, cứ hỏi hàng gì nhỉ? Hàng gì nhỉ? Mình nhớ là cái đặt đâu. Khéo con vợ mình nó lại đặt hàng linh tinh rồi. Gì mà không nhớ à? Chết luôn rồi đấy. Ai ôi mà. Cái cây người ta đâu nhỉ? Khéo cái lão này lại ăn trộm cái cây của mình rồi. Thế bao nhiêu vậy? Chờ em tí em xem bao nhiêu đã. À mày. Ông đi làm gì vậy? Ông ăn cái cây tôi đúng không? Hả? Cây là cây thế nào? Từ đấy giờ tôi cầm hàng suốt rồi. Há một ra xem nào, há một ra. Ờ, cái chai này. Này nhá, ông ăn ấy thì ông thèm ông xin tôi một miếng. Vừa nãy ông đã ăn mất của tôi một miếng gì đấy. Thèm ăn cay cay của mày làm gì? Đeo lấy hàng nữa. Mẹ cái thằng này, đã ăn cay cay thì không lấy hàng à? Có thích không? Ui ôi. Đứng lại rồi, đứng lại rồi. Đi ơi, thằng kia có xe nhìn lại rồi. Ừ nhờ, tao mày lên xem đi. Ừ. Thế này là, anh làm gì em vậy? Anh xuống xe nó bảo. Bọn anh là cướp à? Ừ. Bọn anh thấy xe mày đẹp quá, anh đến anh xem tí. Mấy ông rảnh nợ nhỉ? Thì ta đang đi trên đường, ra xem xe. Thế là mày cho tao xem xe tí đi. Tao 25 đầu bánh trưng rồi mà chưa nhìn cái xe nào lạ như thế này. Xe này cả thế giới có một con đấy. Thế đi, nào, em mới đi thử. Được đấy, thôi để anh đi trước đi. Thôi, để mày đi. Để anh đi trước. Ai không vậy? Anh đi em đi trước, ông không được vừa thôi nhá. Để tôi. Thôi để anh. Thôi từ từ, từng ông lên một, cho cái ông gầy này lên trước đi. Thế mà, anh đã bảo này cần để anh đi. Ơ ông này, làm gì vậy? Đi đi. Cái gì, không biết đi thì xuống không? Nhưng mà bánh đâu? Bánh đâu? Biết bánh xe rồi. Trung dám lấy bể bơi của mình ra tắm à? Rồi chết với bà. Đây rồi. What?
tối đi tán gái. À Trung có xe đẹp nhỉ, cho chú mượn tí. Mượn là mượn thế nào, xe này để cháu đi tán gái đây. Mượn một tí, mấy khi có cái xe đẹp như này. Chú mua lấy mà cùng. Thằng chó này độc thật đấy. Chúng mày ơi, nhìn chị cho ăn bim bim kìa, thèm thế nhỉ? Ngon. Muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp? Chú Trang Bá. Có chuyện gì đấy? Chú ăn cái gì mà ngon thế? Đâu, tao làm gì có gì ăn đâu. À, bim bim chúng mày à? Bim bim của tao. Thôi, chúng mày biết rồi, vậy thì ra đây tao cho mỗi đứa một ít. Đây, chốt. Bim bim của tao. Bim bim ngoan thế.